Everybody, welcome to Health VKT. Chào các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game Naruto. Ok. Ok, rồi, chúng ta sẽ đến với một con game Naruto màn hình đứng nha các bạn ơi. Đó, rồi, hay luôn. Đó, vô chạy nhiệm vụ tân thủ đầu tiên là nhận quà luôn rồi ha. Đây, để đây đi, tí chúng ta còn quay lại mà đi xin code rồi các kiểu nữa. Nên là để đây tí em sẽ chạy sau, bây giờ đến với thông tin server nhanh còn lẹ nè. Đây, gai mở server mới S22 Sakura Hỏa Long nhận giả phiên bản bạo nộ xung thiên. Thời gian 13 giờ ngày 12 tháng 5 2023. Trang chủ hỏa chí chấm xyz nè hả. Bản cập nhật mới nhất quy quà siêu khủng. Inbox fanpage nhận feed có tân thủ chơi ổn định trên Android và giả lập PC. Nạp đầu 100.000 nhận ngay full bộ trang bị 20 sao độc quyền Hỏa Long nhận giả. Treo đấu trường rớt đồ cực ngon. Đá Kaguya bạc A-Ship VIP hồn 9 sao 10 sao trang bị 4 5 sao. Quy VIP 35 level 200 200 triệu kia vàng. Code 105 tỷ bạc 105 tỷ A-Ship Ninja 2 triệu cầu tăng bậc. Quy hơn 100 triệu vàng mỗi tuần. 2.000 đá Kaguya, 2.000 Kaguya cao cấp, 8.500 vé nguyên tố, 2.250 hồn 5 sao, 250 hồn 6 sao, 100 hồn 9 sao, 50 hồn 10 sao luôn. Wow, 200 túi quà tự chọn, bộ trang bị 10-15 sao, thần trang 15 sao. Quy skin hot và tân hữu nhận được khi vượt ải nè đó, nãy mới vừa vượt ải xong đó. Đây code một đống luôn ha, 10 code đó, big update tướng mới nè ha, cập nhật đổi hưởng shop đấu trường shop nguyên tố cho dân cày cuốc nè. Mát VIP 200 tướng 40 sao, mát 10.000 level đó, sách 3 kỹ năng nhẫn thuật đột phá level 4. Trang bị 45, hình trang 30. Quá nhiều luôn. Ok la luôn. Fan cứng nè, fan cứng 10 triệu vàng, 5 triệu A-Ship VIP nè. Đó, rương đá, rồi rương bạc, rương hồn gì ta le hồn me. Ở trên này như còn event đi. Hoàn tất cập nhật hoạt động quà nguyên tố nữa nè. Trời ơi. Ok, rồi event long tin lai xe hạ tim nè. Lai xe 10 nhóm, 50 triệu vàng, 10 tỷ bạc, VIP 39. Event riêng cho server mới, nâng ninja bất kỳ 30, 35, 40. Vượt tháp ninja tầm 900, sự kiện ải vô tầm 900, map cốt truyện 600, điểm đấu trường 200.000, bài viết được 100, 200, 300 like. Mỗi event nhận được 2 tỷ bạc nha các bạn. Ngon lành. Nhưng mà phải chạy xong cái này cái đã, để đi xin code luôn. Rồi nhập code like xe xong rồi nha các bạn. Đây nhận quà nè hả, like xe xúc tiến các kiểu. Sẵn thì chúng ta sẽ nhập luôn cái code tân hữu ha. Đây chúng ta sẽ có 10 code tân hữu lụm hết. Gì kháng trắng hay gì nè. Hần trang, hần trang. Ok. Rất nhiều code luôn. Rồi quý mão luôn. Ok, VIP luôn. Quá nhiều code anh em ơi. Hồn 6 sao, hồn 5 sao luôn. Hồn 9 sao, 10 sao. Ủa đây không có hả ta. Rồi ở đây trang bị 15 luôn. Đó, cho luôn cả trang bị 15. Hero New 22 8 tháng 3. Đó, lụm hết nè.
Ôi ơi, nhiều quá, nó lắc rồi hay gì kìa. Ok, hero nè, trời ơi quá trời, hỏi sao mà nó không lắc anh em. Ok là rồi rồi rồi, ở đây còn lễ lọc gì không? Thì khuyến mãi nạp gì đây? À, tặng phanh cứng hả? Ồ, phanh cứng, phanh mềm gì đây? Ok, 15 triệu kim cương. Được đấy, được đấy. Rồi gì nữa không? Xúc tiến, chuỗi event. À, không phải gì? Dành cho server 21. Mình đi ăn ké mà các bạn. 3 tháng 5. Kéo xuống coi. 2 tháng 5. 1 tháng 5. Ở đây. Ăn được không? Còn hạn không? Còn hạn luôn. Trời ơi, chịu có là rất là nhiều có. Trời ơi. Ok man. Rồi còn hạn không? Khuyến mãi nạp fan cưng. Xuống dưới này sâu quá chắc hết rồi. Kéo lên chúng ta nhận cái quà này cái. Ui, quà quá trời kìa. Nó liền. Hồi nãy có đây 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 đây. Hẹn sử dụng 5 ngày lập tiền. Ok, đá rồi cầu tăng bậc. Thôi ơi, ai xếp VIP một nồi. Đây. Ok, đó, VIP 43 luôn. Wow. Quá là dữ dội mà chưa nè hả? Đây đây đây, nhìn hero nè. Ok, quá trời đúng không? Đây, vô triệu hồi hương nè hả? Đó, ô, quay ra được cả Naruto lục đạo luôn. Đó, ôi rồi ôi. Ok, ok, đó, tỷ lệ quay phê liền. Thôi, nhìn thấy là hẹp liền, ngon liền, quá nhanh gì. Chậm gì mà nhanh gì, killer bear. Terry, đó, thôi ơi, Madara lục đạo luôn. Ok, đó. Bà Tetsunade bay Akugo luôn. Lụm luôn. Đó, đệ tứ luôn. Tetsunade hường luôn. Đó, Yubaji Killer Bear. Đó, rất nhiều. Trời ơi, tiên nhân cấp phiên bản mới luôn. Đó. Quá dữ các bạn ơi. Thứ gì chịu được. Đó, tiếp luôn. Quay thường nha, đây là quay thường nha. Không có tính là quay nguyên tố, nguyên tá gì đó. Đó, y chi chuyển sinh đâu rồi hả? Madara lục đạo nữa nè. Đó. Quá trời, quá đất luôn. Đó là quay thường đấy. Đó. Ủa, bậy rồi, đợi tí. Trời ơi, ôi ơi, nó đâu mẹ nó rồi. Bấm ở đây cái nó bự, phóng bự ra. Bà, đây. VIP. VIP chúng ta có VIP nè hả, 43. Giờ bấm vô đây. Mua một cái nó nhảy lên trên giờ. Ôi nó không nhảy hả, mừng quá. Mua. À mà nếu mà các bạn không mua thì thôi nha. Ừ tùy anh em, muốn mua thì mua, không mua thì thôi. Đó, tiệm chiêu mộ đây quay ra được gì không? Rồi nhìn thấy vậy là không ra rồi hả. Đây tiệm thần bí. Đổi đồ. À hình như là nghe là cập nhật shop nguyên tố hay là shop đấu trường gì á. Để coi coi tướng gì mới không. À, chắc là hai con này quá. Babasuke và Indra hả? Hay là shop đấu trường vậy. Cửa hàng. Ok, đạo cụ. Vé quay. Ủa vậy là cập nhật shop nào ta? Ok. Ôi, skin nè anh em, skin mua luôn ở trong này nè. Wow. Rất nhiều hả? Đó, lẫm lên, trời ơi. Tetsunade mới nè, đó. Quá trời luôn. Rồi Indra nè. Bà Hường hình như là anh em thích chơi Indra hơn thì phải á. Vô top coi. Ok, đây 1, 2. Wow. Indra, đó. 40 sao, level 10.000 max sao luôn. Quá trời, đây 10.000 luôn. Hình như là đa số là chơi Indra không hay gì á.
người ta không tự tạo cho mình một cái lối đi riêng vậy, đúng không? Có lẽ tối ngày sau anh em cứ hít chơi con Indra, đúng không? Chúng ta đổi qua, chúng ta chơi những con khác đi. Ví dụ như là Madara nè. Tại sao lại phải là Indra? Đó, Madara nè. Đó, 80. Trời ơi, chơi mấy cái bản mà chính hức các bạn, chính thống đâu đó. Ôi rồi ôi, ta nói nâng mấy cái này, ta nói nó lên được 100 level là ta nói mừng húm húm luôn á. Đó, lên 100 level là ta nói bá chủ luôn, VIP luôn, VIP server đó luôn, chứ nói gì mà bá chứ trả chủ. Trời ơi, ok. Quá đẹp. Đó. Ồ, Madara. À, gì đây? Trong triệu hồi nhận được gai bát môn hả? Nội nào vậy? Uzume gì kìa. Ôi, server có người chơi luôn kìa. Đó. Hiện tại là heo đang ở cái server mà ít người chơi nhất luôn á. Đó. Ok, kiểu như là mình thích một mình một động á anh em. Ok. Nè, vô nè, Madara nè. Đó, một phát một ăn luôn. Đó. Ngầu vậy thôi còn đội gì nữa. Ừ, ở đây là chúng ta đã có luôn hồn 5 sao sẵn nè. Trời ơi, có 50 cái food 6 sao, 50 food 5 sao, food 9 sao, 10 sao thì khỏi nói rồi, một nùi. Ok nha, đó. Rất nhiều luôn, rất nhiều luôn. Đó. Chỉ việc tải về, bấm vào link dưới phần mô tả và quẩy thôi nha anh em ơi. Đấy. Trời ơi, Kakashi Susanoo luôn nè. Đó, biến thành Susanoo. Ủa, Kakashi này biến thành Susanoo được hả ta? Ôi ôi, quá ngon, quá ngon. Đó, đó, đó. Rồi, anh em nào có chơi thì tải về ha. Link nêu để dưới phần mô tả và bình luận nha anh em. Đó, bấm vào link nhắn tin dạng admin kế bên luôn ha. Đó, heo không phải admin game nha. Nhiều anh em hay lầm heo là admin rồi nhắn tin xin code rồi xúc tiến rồi này nọ và có gì đâu cho anh em. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Đâu Susanoo đâu? Oh, Higa đó. Ok.